Chính phủ Ba Lan cho biết là họ đã đưa ra một cái danh sách gồm có 45 người và họ sẽ yêu cầu Bộ Ngoại giao của Ba Lan trục xuất 45 người này bởi vì nghi ngờ họ là gián điệp của Nga nhưng mà đến Ba Lan hoạt động dưới cái vỏ bọc là các chính trị gia. Thì phía cơ quan mật vụ Ba Lan cho biết đó 45 người đã được họ xác định là thành viên của cơ quan mật vụ Nga nhưng mà và đến đây đó thu thập tin tức tình báo của chính phủ Ba Lan và còn các quốc gia đồng minh của Ba Lan nữa, chẳng hạn như là Đức vân vân. Thì ông đại sứ Nga ở tại Ba Lan đó đã mặc dù ông này ông không có tên trong danh sách 45 người gián điệp này nhưng mà bị Bộ Ngoại giao Ba Lan triệu tập và ông bị chất vấn về cái danh sách này. Và bên cạnh đó, chính phủ Ba Lan nói rằng họ cũng bắt giữ một công dân của nước mình, nghĩa là một công dân Ba Lan đó, nhưng mà người này đã bị tình nghi làm gián điệp cho phía Nga. Người này đã bị bắt hôm 17 tây tháng 3 và có lẽ từ người này đã khai ra tên 45 cái người gián điệp kia. Cái công dân Ba Lan này làm việc trong cái văn phòng ghi danh của thành phố Warsaw và có quyền truy cập vào các tài liệu lưu trữ của thành phố, có thể là tên của những người mà chính trị gia của tại Ba Lan chẳng hạn. Thì phía Ba Lan cho biết họ yêu cầu Bộ Ngoại giao của Nga đó trong vòng 5 ngày là phải đưa hết 45 người này rời khỏi Ba Lan ngay lập tức. Tuy nhiên có một người nhưng mà bây giờ không biết cái người này là danh tính như thế nào. Bị phía Ba Lan cho là có một cái nguy cơ rất là cao, mang mối nguy hiểm, cho nên riêng cái người này đó chỉ trong vòng 24 giờ là phải lập tức rời khỏi Ba Lan.